Sự kiện khiến báo chí trong nước và quốc tế tốn rất nhiều giấy mực trong suốt một tháng qua. Không gì khác đó chính là việc Nvidia vượt qua Microsoft, trở thành công ty giá trị nhất thế giới với vốn hóa thị trường lên đến 3.340 tỷ đô la Mỹ. Giá cổ phiếu đã tăng hơn 28 lần trong 5 năm qua. Nvidia đã trở thành khoản đầu tư xuất sắc nhất trong cả thập kỷ trên thị trường chứng khoán Mỹ. Vậy, điều gì đã tạo nên sức hút mãnh liệt của Nvidia? Liệu đà tăng trưởng bùng nổ này còn có thể tiếp tục trong tương lai hay đây chỉ là bong bóng nhất thời? Tất cả những câu hỏi trên sẽ được tôi giải đáp trong video này. Tôi là Quỳnh Trang, chuyên viên phân tích đến từ công ty chứng khoán PayTree. Đầu tiên là những con số khiến cả thế giới ngỡ ngàng về Nvidia. Nvidia là cổ phiếu xuất sắc nhất trong thập kỷ của chứng khoán Mỹ khi mang về lợi nhuận 63% một năm cho nhà đầu tư. Nvidia đã liên tục lập những kỷ lục về giá khiến cho quý vị không khỏi bất ngờ. Ngày 18 tháng 6 vừa qua, Nvidia đã lần đầu tiên vượt qua Apple và Microsoft, trở thành công ty có vốn hóa lớn nhất thế giới, thậm chí còn vượt mặt cả những siêu cổ phiếu lớn như là Amazon, Alphabet, Meta và cả cổ phiếu của nhà đầu tư lỗi lạc Warren Buffett, đó là Berkshire Hathaway. Giá cổ phiếu của Nvidia đã tăng hơn 3 lần trong năm nay. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm thì đã tăng lên đến 160%. Nhờ đà tăng phi mã mà Nvidia đã nhanh chóng lọt danh sách các công ty có vốn hóa thị trường trên 1.000 tỷ đô la Mỹ. Điều đáng chú ý là với quy mô doanh thu khá khiêm tốn chỉ khoảng 27 tỷ đô, nhưng công ty này thì vẫn xếp top 3 về vốn hóa, trong khi các siêu cổ phiếu khác như là Apple, Microsoft, Alphabet hay là Amazon thì đều có doanh thu từ 200 cho tới 600 tỷ đô la Mỹ, tức là có quy mô gấp 7 lần quy mô doanh thu của Nvidia. Vậy thì điều gì đã tạo nên sức hút mãnh liệt của cổ phiếu này? Ngược thời gian về đầu những năm 90, khi máy tính còn là thiết bị chưa quá phổ biến, đa phần thì những người có điều kiện sở hữu máy tính mới chỉ tiếp cận với nhu cầu thông thường như là đánh máy hay là xử lý dữ liệu đơn giản. Vì vậy, hệ thống máy tính lúc này thì chỉ cần có CPU là bộ xử lý trung tâm để hỗ trợ thực hiện các câu lệnh chương trình máy tính bằng cách thực hiện các phép tính số học, logic, so sánh và các hoạt động nhập xuất dữ liệu cơ bản. Các nhà sáng lập của Nvidia khi ấy bao gồm là Jensen Huang, Chris Malachowsky và Curtis Priem, với ý tưởng ban đầu là sáng tạo ra một loại chip máy tính tinh vi hỗ trợ cho người dùng có thể chơi game với những hình ảnh đồ họa 3D, đa phương tiện âm thanh và video đẹp mắt, đã sáng lập ra Nvidia vào năm 1993. Sau lần thất bại đầu tiên khi tung ra thị trường sản phẩm chip NV1, tình hình tài chính của Nvidia đã lao dốc và thậm chí có thời điểm doanh nghiệp công bố nguồn lực cuối cùng chỉ giúp Nvidia hoạt động được trong vòng 1 tháng. Vào năm 1997, Nvidia đã gần như đi đến bờ vực phá sản. Doanh nghiệp bay màu 10 triệu đô ngay sau khi tung ra sản phẩm đầu tiên. Thậm chí, Nvidia đã buộc phải sa thải 50% nhân viên và chuyển văn phòng đến một nơi nhỏ hơn. Bằng rất nhiều nỗ lực và cả sự giúp sức từ phía đối tác, các nhà sáng lập đã vực dậy Nvidia bằng sản phẩm chip GPU đầu tiên mang tên là Riva 128 được phát hành vào tháng 8 năm 1997. Đây là loại chip đầu tiên tích hợp khả năng tăng tốc độ xử lý 3D, đồng thời tăng tốc độ xử lý video 2D truyền thống. Nvidia đã bán được 1 triệu chip Riva 128 chỉ trong vòng 4 tháng kể từ khi ra mắt, giúp cho Nvidia đã trở thành leader trong mảng chip đồ họa 3D cho máy tính PC. Ra đời vào lúc tình hình tài chính vô cùng tuyệt vọng, có thể nói rằng đây chính là sản phẩm vực dậy và giúp Nvidia thoát khỏi cảnh phá sản. Sau sự thành công của sản phẩm chip GPU Riva 128, thời tới không cản nổi, trong những năm 90 và 2000, Nvidia đã trở thành tiêu chuẩn công nghiệp trong lĩnh vực cung cấp chip 3D cho các game đồ họa. Thậm chí, các đồ họa của Nvidia còn được cung cấp cho Xbox của Microsoft và PlayStation của Sony. Và cứ như thế, Nvidia đã thống trị thị trường chip đồ họa trong suốt 2 thập kỷ liên tiếp. Với những gì tôi vừa điểm lại thì có thể thấy rằng trong quá khứ, Nvidia đã từng gặp thất bại khá nhiều lần, nếu không muốn nói là triền miên. Điều gì đã tạo nên bước ngoặt để Nvidia có được đỉnh cao như ngày hôm nay? Đó chính là nhờ Nvidia đã tận dụng thế mạnh sẵn có về chip GPU để bước sang mảnh đất hoàn toàn mới mang tên chip AI. Có thể nói rằng, Nvidia vốn có thế mạnh về chip đồ họa GPU cho game thủ và nhà thiết kế đồ họa. Đây thì đều là những ứng dụng cần bộ nhớ lớn, tốc độ xử lý nhanh, vì thế chip GPU của Nvidia phải có cấu trúc song song. Quý vị hãy ghi nhớ điểm đặc biệt này, vì đây chính là bí quyết tạo nên sự thành công của Nvidia khi chuyển sang hướng chip AI. Nhờ xử lý song song, Chip GPU cho phép chia các vấn đề phức tạp thành hàng nghìn, thậm chí hàng triệu tác vụ riêng biệt và xử lý tất cả chúng trong cùng một lúc, thay vì xử lý tuần tự từng tác vụ như dòng chip CPU truyền thống. Chính nhờ lý do này nên khi AI phát triển mạnh hơn, người ta mới phát hiện ra rằng chip GPU của Nvidia lại rất xuất sắc và đặc biệt thích hợp cho các bài toán Deep Learning và Machine Learning của AI. Bởi vì chúng có thể cung cấp băng thông cần thiết để chứa các tập dữ liệu vô cùng lớn, đồng thời cho phép phân phối các quy trình học, giúp tăng tốc đáng kể các hoạt động Deep Learning hay là Machine Learning. Những nhà sáng lập của Nvidia đã nhận thấy điều đó và lập chiến lược xây dựng Nvidia trở thành doanh nghiệp đón đầu tương lai với tham vọng là thống trị mảng chip AI. Khi đã xác định được mục tiêu phát triển, Nvidia đã tập trung nâng cấp chip GPU và chip AI theo hướng xử lý song song với nhiều bộ vi xử lý, với tốc độ nhanh, bộ nhớ RAM lớn và lập trình được trên GPU. Cứ như thế, đến năm 2006, Nvidia đã trình làng mô hình lập trình mang tên CUDA. Đây là mô hình lập trình với nền tảng điện toán song song, với mục đích giúp tăng tốc khả năng Deep Learning hay là Machine Learning bằng cách tận dụng sức mạnh xử lý song song của GPU. Nền tảng điện toán song song AI và CUDA với hệ thống các thư viện phần mềm cực lớn, cộng với việc kết nối phần mềm với GPU, Nvidia đã tạo ra một hệ sinh thái lập trình cho phép các thuật toán AI hoạt động với sức mạnh tính toán với những con thú đồ họa. Đây chính là bí quyết tạo nên sự bùng nổ của Nvidia trong 2 năm qua. Mặc dù đã phải chuẩn bị cho cuộc cách mạng AI trong gần một thập kỷ, thế nhưng thế giới chỉ thực sự biết đến cái tên Nvidia có lẽ bắt đầu từ năm 2022. Sự bùng nổ của Nvidia được cộng hưởng rất nhiều từ thời điểm ChatGPT ra mắt vào cuối năm 2022. Sự ra đời của ChatGPT gần như là một cơn sốt trên toàn thế giới khi có một ứng dụng chatbot thông minh hỗ trợ trả lời người dùng, nâng cao hiệu suất làm việc. ChatGPT có khả năng siêu phàm như vậy bởi vì nó có một kho dữ liệu khổng lồ chứa khá đầy đủ tri thức nhân loại ở tất cả các lĩnh vực khác nhau. Không những thế, nó còn có năng lực học tri thức mới siêu phàm hơn bất cứ chuyên gia hay sinh viên xuất sắc nhất nào. Để làm được sản phẩm vượt trội như vậy, các công ty sử dụng AI như là ChatGPT của OpenAI hay là Gemini của Google yêu cầu máy tính có khả năng tính toán các phép tính toán học khổng lồ. Họ chính là những người cần chip AI nhất. Có lẽ rất ít người biết rằng ChatGPT không thể có khả năng siêu phàm như thế nếu không dựa vào công nghệ của Nvidia. Để chứa được khối tri thức khổng lồ và khả năng học siêu phàm như vậy, chỉ tính đến tháng 3 năm 2023, ChatGPT đã dùng đến 30.000 máy chủ GPU của Nvidia, đồng thời kết nối mạng khối lượng dữ liệu lên đến 400GB mỗi giây trên mỗi máy chủ GPU. Các chuyên gia ước tính rằng việc sử dụng ChatGPT có thể mang về doanh thu từ 3 cho tới 11 tỷ đô mỗi năm cho Nvidia. Những con số sau đây sẽ cho chúng ta biết rằng Nvidia đã chuẩn bị rất nhiều năm và khi gặp được đúng khách hàng mục tiêu thì hoạt động kinh doanh chỉ chờ bùng nổ. Theo một thống kê thì Nvidia chiếm 70 cho tới 95% thị trường chip AI dùng để triển khai các mô hình như là GPT của OpenAI. Trong số các khách hàng lớn của Nvidia thì Microsoft chiếm khoảng 15% doanh thu, tiếp theo là Meta Platform chiếm khoảng 13%, Amazon và Alphabet thì với khoảng 6% doanh thu. Đây đều là các công ty công nghệ vô cùng lớn. Hiện tại, gần như tất cả các hãng công nghệ lớn nhất thế giới, đó là các nhà phát triển AI, các hãng xe ô tô tự lái đều dùng máy chủ GPU và nền tảng phần mềm AI CUDA của Nvidia. Trong đó, rất nhiều hãng đã phải chờ tới 18 tháng để nhận về các con chip GPU của Nvidia thay vì có thể lấy ngay con chip của các hãng khác. Sang đến đầu năm nay, một cái tên quen thuộc là Tesla cho biết hãng xe điện sẽ tăng số lượng H100 đang sử dụng, đó là sản phẩm chip AI hàng đầu của Nvidia, từ số lượng là 35.000 cho tới 85.000 vào cuối năm nay. Điều này cho thấy rằng nhu cầu chip của Nvidia là rất lớn. Với việc giá cổ phiếu Nvidia tăng phi mã như tôi đã nói ở phần đầu của video, chúng ta có thể thấy rằng các nhà đầu tư đang đặt cược quá lớn vào cổ phiếu này. Việc này là có cơ sở vì nhìn lại trong quá khứ, kết quả kinh doanh của Nvidia thì đã chứng minh. Trong vòng 3 năm từ 2021 cho tới 2023, doanh thu của công ty đã từ mức 16,6 tỷ đô la Mỹ tăng hơn 1,6 lần lên 27 tỷ đô. Không những thế, Nvidia còn sở hữu một tỷ suất lợi nhuận gộp đáng kinh ngạc là gần 60%, bỏ xa các đối thủ còn lại là AMD và Intel, thậm chí là cả nhà sản xuất iPhone. Chỉ tính riêng quý 4 năm ngoái thôi mà doanh thu của công ty tăng trưởng lên tới 265%. Riêng mảng trung tâm dữ liệu là AI tăng trưởng tới hơn 400%. Nvidia là một trong những trường hợp hiếm hoi đã tốn rất nhiều giấy mực của các nhà phân tích phố Wall Hiện tại thì có hai luồng ý kiến trái chiều về tiềm năng của doanh nghiệp này. Thứ nhất là với góc nhìn tích cực. Nhiều dự báo đang cho rằng Nvidia sẽ trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới đạt ngưỡng 10.000 tỷ đô la Mỹ. Cách đây vài năm, đây là một điều không tưởng. Nhưng mà giờ đây, rất nhiều tổ chức và các chuyên gia trên thế giới đã dần tin tưởng vào khả năng này hơn. Một số dự báo trung hạn thì đều nhất trí rằng tỷ suất thu nhập trên cổ phần EPS của gã khổng lồ công nghệ này có thể tăng 31,7% trong vòng 3-5 năm tới, một tỷ lệ đáng mơ ước của bất cứ cổ phiếu nào trên thế giới. Với góc nhìn thận trọng hơn, nhiều ý kiến còn đang cho rằng cổ phiếu Nvidia đang dần trở nên quá đắt khi tỷ lệ P/E dự phóng hơn 43 lần của cổ phiếu đơn giản là không hấp dẫn. Một số nhà đầu tư thận trọng hơn nữa thì còn cho rằng tốc độ tăng trưởng hiện tại có thể chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, bởi vì doanh nghiệp đang tập trung chi phí quá nhiều cho GPU. Hiện có rất nhiều ý kiến trái chiều về tiềm năng của Nvidia. Và điều thú vị là số lượng các nhà phân tích đưa ra dự báo về thu nhập của công ty cũng đang có xu hướng giảm dần. Về dài hạn, hiện tại thì có 50 nhà phân tích dự đoán thu nhập của Nvidia cho tới năm 2026, nhưng con số này thì giảm xuống còn 24 vào năm 2027 và chỉ còn 2 nhà phân tích có thể dự đoán thu nhập của Nvidia đến cuối thập kỷ này. Như vậy có thể thấy là có rất nhiều những ý kiến trái chiều về tiềm năng của cổ phiếu Nvidia cho tới thời điểm hiện tại. Thế còn ý kiến của các bạn thì sao? Hãy cùng comment ở phía dưới cho chúng tôi biết nhé! Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo! Đừng quên theo dõi kênh YouTube của Chứng khoán Paichi để cập nhật thông tin mới nhất, nhanh nhất về kinh tế và thị trường chứng khoán nhé!